làm sò lông nướng mỡ hành ha. Đó vậy mới quay đó ba. Đây là xong rồi mình giờ mình là nướng đây, mình phải có chuẩn bị đậu phộng ha. Đậu phộng chúng mình nướng xong rồi mình rưới đậu phộng lên đây. Bây giờ mình bắt nước sôi, mình để sòi vô ha. Rồi giờ mình đổ nguyên ổ sòi vô. Sò thì cái này mình nướng cho nên mình chỉ luộc hơi chín thôi. Hơi chín rồi đấy. Đây củ của mình đây. Đẹp trai không? Chưa vợ hai con. Nó mình bắt ra mình tách ra được ha. Rồi. Thôi vậy mình tách ra được rồi đó các bạn. Mình tách sò đó. Tắt hơi hơi thôi, mình rưới mỡ hành lên tí nữa mình nướng. Nhớ mình phải sửa rửa sơ qua rồi mình mới nướng nha các bạn. Mình để vô cái dĩa đi. Cái mâm bự bự. Cái mâm đi. Mỡ hành mình ấy gì nó còn mấy mấy ông nào đang chín chín nữa, phải cho nó chín chín vậy để chút nướng. Làm mỡ hành, cái này là mình mua 5.000 hành, 5.000 hành một muỗng đường ha. Ngọt mình để ít thôi. Rồi. Mọi thứ mình để muỗng thôi. Thì tí theo khẩu vị của mấy bạn ăn thôi. Muối mình để ít thôi, để mặn lắm. Rồi. Nhà mình làm đầu bếp toàn là nam thôi. Rồi trong khi chờ đợi mình chuyển qua xem cẩu của mình. Đây. Bây giờ thấy giỏi chưa? Cái này mình luộc chưa có được chín, sợ luộc quá thì nó mất cái chất ngọt trong sò, cho nên chút mình để lên nướng cho nó cũng chín nè, yên tâm ha. Nhớ là mình rửa sơ qua, đừng có ngâm sò lâu quá nha. Sò nướng mình phải kiếm sò bự cỡ này nè. Mình muốn luộc cho chín hơn chút được, mình luộc vậy thôi. Tí nữa mình sẽ để mỡ hành lên, rồi khi nào mình ăn á, mỡ hành lên nước rồi khi nào mình ăn để đậu phộng lên. Trời ơi, cũng phải là đang ăn mấy con này. Con này chú cậu mình sẽ ăn. Ê lộn, con này ổng sẽ dùng bỏ. Con này sẽ không còn sử dụng được nữa. Thì mình đem sò cho mình nướng ha. Lại. Để đợi. Cái gì? Tính là phải thương bệnh cái gì? Đây, vừa đủ luôn, không nốt. Rồi, bây giờ mình tập trung mình nướng ha. Ở đây được mình mua 2 kg sò. Mà
hai ký sò mà cũng cỡ 20 người ăn thôi, cũng cũng ăn cũng đủ mà. Đây, rau đây. Rau ai thích ăn rau thì ăn nha. Bây giờ mình đưa vô mình rước với ảnh ha. Đây là thằng em trai của mình, dự là nó sẽ có mặt xuyên suốt trong tất cả các video sắp tới của mình ha. Bữa nay mình quay video đầu tiên cho mình quay cảnh trong gia đình thôi. Mình sẽ có những cái dịp đi bắt ếch nhái làm những cái video khác hấp dẫn hơn nha. Nè mình nướng tới đâu ăn đó luôn nha. Cái này thì mình nướng tới đâu mình ăn tới đó, chứ để hồi nguội nó không ngon nha mấy bạn. Mới ấy mình chưa ăn, mình ít đậu phộng thôi, đậu phộng ít thôi, nhẹ nhẹ thôi. Mình phải tắt nha vậy ha, chứ mình không để nguyên con mình nướng nha. Để nguyên con nướng hồi lột ra tùm lum lắm. Đây là ba đầu bếp chính, nữ công nhân chính. Thấy đẹp chưa? Rồi, em thấy ngon không? Đây, lấy dĩa lấy chén đi. Lấy anh đi ha. Phải mình có tôm rồi nướng im quá. Giới thiệu thêm cho các bạn biết là có. Đây là món là con dòm ha. Này. Thịt nó cực kỳ ngọt lắm các bạn. Để mình nha. Đây, thằng em mình sẽ ăn thử trước. Mình quay cận cảnh nữa ha. Không được đâu. Cho con nữa đây. Hư rồi. Cho con nữa. Này, thấy gì chưa? Được. Sò lông này mấy bạn ăn lúc ăn á mấy bạn phải cảm ơn. Cái này nó cũng có cõi cộng gâu nè, mình phải để ý ha, nhầm con có nhầm con không. Đây. Đây. Cái này phải thử chưa? Có muốn người thử không? Này, mình ăn thử nha. Sò có muốn người thử không? Thử luôn không? Quá ngon. Quá đâu. Hấp dẫn không? Mày thấy hấp dẫn không? 2 kg đó mà nó có chút xíu vậy. Có không? Chuyện thoải mái, nhưng lúc nào cần cắt thì cắt. Ê, mà thấy hấp dẫn chưa? Than hồng nha. Bắt đầu có mùi rồi đó bạn. Hấp dẫn không? Con đã chín rồi nè, coi cổ mình ăn này gỡ cọng lông ra, ấy gỡ cọng râu ra nè, các bạn coi cọng râu nè, mình chỉ cho cọng râu nè, coi cái này không có cọng râu rồi, đây cọng râu đây nè, thấy không, thấy cọng râu không, đây đó, cảm giác sao đây mình thử một con ha, con này chín rồi nè. Mình chịu trách nhiệm vụ là nướng sò ngon chưa. Đây giờ mình lột ra ha, mình nướng sò mình phải tách ra vậy, mình không để nguyên con, mấy lần trước thất bại vậy. Hôm đó nha. Cái ăn này là nó sắc của nó là phải ăn cái gì mới đúng không? Mùi tạt nó đúng.
đang sống gì? Tại nó là ngồi sống mà. Sống 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 hoài ba. Có hai. Nói. Ăn chi? Hôm nướng lạnh. Chi phải không? Có lóc chiên rồi. Đã lóc chiên. Kèm với rau sống. Ê, đúng bài luôn á. Nó nướng không mày? Có đồ không hết vậy nó bắt. Không mạch bành không được. Vui vậy. Nói về trước mình ăn không có đậu hồng á. Với mình để nguyên con nướng không ha. Dâu cái đặt mà mình đi ra ngoài ba nằm nó chạy. Ngủ rồi nó chạy không vớ. Mà công nhận mấy lần trước mình sai lầm phải không? Không. Mình không có. Lần đầu tiên luôn đó, ăn với con lần đó nó tắt gì không đó. Ừ, mình để nguyên con với mình. Nó tắt mệt lắm. Quá gì ngon. Vậy dạ. Vậy nổi vậy đó. Ăn cái gì trời. Khế nè, đây coi thằng em mình biểu diễn ăn khế chua nè. Đây cậu mình ăn ớt ha. Ăn lại ra, ăn lại ra. Đó, thấy không? Đây, khế. Câu cái này mình phải cắn dấu rồi. Đây, đây rồi, đây. Cái này gửi rồi nha. Đây, không phải là ông cắn dễ đâu nha, gửi rồi đó nha. Ông cắn. Hấp dẫn chưa? Đây còn cái nó không đưa vô thành nữa, ngồi đưa vô thành nó bây giờ. Đây là đậu phộng. Ướng với cổ bên tay đây. Đậu phộng như tổ gan. Ê, đậu bắp ha. Mình để nguyên gì mình nướng luôn. Gì nướng luôn là nướng luôn. Bộ thân giết thì chưa chết hay gì mà. Thôi nói cho dưới này nè. Đây ha, chín rồi nè, các bạn nhìn nè. Ngon chưa? Thơm phức. Cực kỳ thơm ha. Đây, giờ mình ăn ha. Đây, bây giờ mình chấm muối ớt nè. Đây, cái gâu á, cái gâu mình dở ra rồi. Mình chấm muối ớt. Mình ăn nha. Quá ngon. Dừa, cái gì dừa? Đấy. Cái dừa. Con này ngon khỏi nói luôn. Lúc đầu thì chỉ có xào lông nướng thôi. Mà một hồi sau là mồi nhiều lắm. Mình ở xứ biển, dự là sẽ có rất là nhiều món ăn biển ngon mà để phục vụ các bạn nha. Cậu cổ miền Tây lên cậu giọng cổ đi cho người ta biết người miền Tây coi. Người miền Tây chắc chắn thật thà. Thịt nó cực kỳ ngọt ha. Bây giờ mình ăn ha. Quá ngon. Ngọt quá. Làm miếng đậu bắp. Ăn rồi
sẵn tươi rồi thấy không, liên hệ với cậu miền Tây nha, thằng thằng sống không có đầy hả cậu tài ý con khô của mình đã chín rồi, bây giờ mình thưởng thức thôi, mình sẽ cạo mấy cái lớp khác này ra nha. Đang quánh đây.